Chúng ta đều rõ rằng là trong 2 tuần gần đây thì vấn đề nước ở Hà Nội thực sự nó là một cái cơn đại khủng hoảng. Và có lẽ rằng là Hà Nội những năm 2000, gọi là Hà Nội những là thế kỷ 21 mà không thể tưởng tượng nổi nó lại có thể có một cái sự cố xảy ra đáng tiếc đến như vậy. Nhưng mà cho dù thế nào thì chúng ta cũng vẫn đang phải sống, và chúng ta vẫn đang phải đối diện với một cái thực tế, đó là cái nguồn nước không được an toàn, và có thể nói là rất nguy hại đến sức khỏe. Và đương nhiên thì báo chí đã nói rất nhiều về những cái lý do, rồi nguyên nhân, rồi trách nhiệm thuộc về ai, rồi là tìm rồi công an vào cuộc, tất cả những chuyện đó nó là đó là việc đại sự của quốc gia. Và ở đây thì hôm nay thì Lưu Hà cũng xin xin phép được chia sẻ với tất cả các anh chị em ở một cái góc độ, đó là chúng ta là những người dân và chúng ta thấy cái hiện tượng mà nước như thế thì chúng ta cần hiểu như thế nào cho đúng về mặt chuyên môn, về mặt khoa học, để chúng ta có thể là ứng phó một cách nó gọi là bình tĩnh, cũng như là những cái gì mình cần phải 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 thực sự là phải nó gọi là rất là quan ngại thì mình thực sự mình phải có những cái giải pháp tốt. Nhưng mà có những cái gì mà nó thuộc về khoa học nhưng nó cũng không đến cái mức gọi là hoang mang quá mức độ thì mình tốt nhất là mình sẽ cần có một cái hiểu biết đúng. Và hiểu biết đúng thì đương nhiên là cá nhân mình thì mình cũng không không phải là người chuyên môn. Cho nên là vì thế cho nên là rất là vui là hôm nay có cơ hội được mời tiến sĩ Quang Huấn đến một trường quay cũng rất là đặc biệt ngày hôm nay. Vâng, và với những tất cả các anh chị em nào mà chưa biết thì mình cũng xin giới thiệu rất là ngắn gọn thôi. Mình tên là Lưu Nguyễn Thu Hà, 55 tuổi. Và trước khi có cái cơ hội gặp các bạn ở đây thì mình cũng đã từng trải qua rất nhiều công việc khác nhau. Mình đã làm việc ở trong đoàn ngoại giao và các tổ chức quốc tế hơn 20 năm, rồi chuyển qua lĩnh vực chứng khoán, ở những cái công việc và cái vị trí rất là tốt. Nhưng quả thật là khi mà mình được tiếp cận với những cái giải pháp cho sức khỏe, và đặc biệt là cái sức khỏe một cách chủ động, thì thực sự là mình thấy say mê. Bởi vì cá nhân mình cũng rất là quan tâm đến sức khỏe. Ngoài ra nữa thì mẹ cũng là một bác sĩ, cho nên là vấn đề sức khỏe trong gia đình là những cái vấn đề ưu tiên hàng đầu. Vâng, xin chào Quỳnh Nga, họ rồi được khen chị xinh là sướng lắm đấy. Vâng, và bây giờ thì xin không để các anh chị em và các bạn chờ lâu, thì mời các anh chị em và các bạn có thể là share về cái tưởng của mình, hoặc là mở cái xem chung, hoặc là mời những bạn bè của mình, bởi vì đây thực sự là những kiến thức vô cùng là quan trọng và vô cùng tuyệt vời mà hôm nay thì tiến sĩ Quang Huấn đã dành một cái thời gian cho chúng ta. Và trong vòng 30 phút này thì các anh chị sẽ được lắng nghe những các cái chia sẻ vô cùng là hữu ích, cũng như là vô cùng quan trọng cho cuộc sống của chúng ta. Vâng, chào Ngọc Hà, đúng là đài truyền hình rất là đặc biệt đấy. Vâng, và bây giờ thì xin mời tiến sĩ Quang Huấn, rất là vui được chào đón tiến sĩ đến Vâng, xin chào với quý vị trường quay ạ. đặc biệt ngày hôm nay. Và tiến sĩ Quang Huấn là hiện nay đang công tác và giảng dạy ở tại trường trường Đại học Sư phạm 2, và chắc chắn là bây giờ thì sẽ xin nhường lời để tiến sĩ sẽ giới thiệu với lại những bạn bè của chúng ta của trên màn hình nhỏ ở đây. Vâng, xin mời. Xin chào cả nhà. Mình xin được tự giới thiệu là mình là Dương Quang Huấn, năm nay 45 tuổi, hiện đang công tác tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Năm nay mình đã công tác được năm thứ 25 rồi. Và như các bạn vừa đã biết thì trong những ngày vừa qua, cái vấn đề nước có mùi lạ đã được rất nhiều các cái kênh thông tin truyền thông đưa đến cho chúng ta. Về nguyên nhân cũng như là những cái tác hại của cái việc nước có mùi lạ thì tí nữa Huấn sẽ chia sẻ cụ thể. Tuy nhiên là trong cái buổi ngày hôm nay thì Huấn xin phép được chia sẻ về một số những cái kiến thức liên quan, kiến thức chung liên quan đến cái việc mà ô nhiễm cái nguồn nước nguồn nước sinh hoạt của chúng ta. Thì trước hết là chúng ta hiểu cái khái niệm là cái ô nhiễm nguồn nước là gì. Đấy. Thì theo như cái định nghĩa về chuyên môn thì cái ô nhiễm nguồn nước chính là cái sự thay đổi theo chiều hướng xấu đi các cái tính chất vật lý, tính chất hóa học và các tính chất sinh học của nước. Do cái sự xuất hiện của các cái chất ở thể lỏng hoặc là thể rắn hoặc thể khí đó. Về ô nhiễm nguồn nước thì làm cho nguồn nguồn nước nó trở nên độc hại đối với cơ thể động thực vật, và nó gây ra những hậu quả rất là to lớn cho sức khỏe của con người cũng như là các cái sinh vật. Về những cái loại nước nào bị ô nhiễm
Thì hiện nay chúng ta biết rằng là hiện nay có ba cái loại nước chính mà chúng ta có thể sử dụng cho để sản xuất nước sinh hoạt, đó là nước mưa, nước mặt và nước ngầm. Đấy. Thì hiện nay cả ba cái loại nước này đều đã và đang bị ô nhiễm. Thứ nhất là chúng ta sẽ hỏi là tại sao nước mưa cũng bị ô nhiễm, đúng không ạ? Thì thực tế là trong cái quá trình sản xuất cũng như là quá trình sinh hoạt thì chúng ta thải ra rất nhiều các cái khí là oxit axit. Đấy. Thế thì khi gặp nước thì nó sẽ hòa tan các oxit axit đó để tạo thành axit. Rồi là trong các cái bụi bẩn của không khí có những hạt lơ lửng ở trong nước. Thế khi mưa xuống thì nó hòa tan vào trong nước, làm cho nước mưa cũng trở nên ô nhiễm, nó không còn trong sạch như ngày xưa. Thứ hai là nước mặt, thì do cái quá trình sản xuất cũng như là quá trình sinh hoạt thì chúng ta thải ra rất là nhiều các cái chất thải mà hòa tan vào trong nước và gây ra quá trình ô nhiễm nước mặt, đúng không ạ? Rồi là các cái quá trình phun trào của núi lửa vân vân, những cái đó cũng gây ra 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 cái sự ô nhiễm với nguồn nước mặt. Và đương nhiên là cái nguồn nước mặt khi mà ô nhiễm với một cái thời gian dài thì nó sẽ ngấm vào trong lòng đất và gây ra hiện tượng là ô nhiễm cái mạch nước ngầm. Đấy, như vậy là cả ba cái nguồn nước của chúng ta hiện nay, đó là nước mưa, nước mặt và nước ngầm, thì đều đã và đang bị ô nhiễm. Đó. Vậy thì những nguyên nhân cụ thể nào mà gây ra cái ô nhiễm cái nguồn nước như vậy, thì ở đây người ta tổng kết có hai cái loại ô nhiễm chính, hai loại nguyên nhân chính. Thứ nhất là ô nhiễm do tự nhiên. Do tự nhiên cũng gây ra ô nhiễm cái nguồn nước các bạn ạ. Cụ thể là gì? Là ô nhiễm tự nhiên có thể là do nhiễm phèn này, rồi là do nhiễm mặn này. Và chúng ta thấy là hiện nay ở đồng bằng sông Cửu Long thì cái chuyện mà nhiễm mặn, nhiễm nước mặn, đúng không ạ? Thì đấy cũng là một cái hình thức mà ô nhiễm gọi là tự nhiên. Đấy. Thì cái nhiễm phèn ấy thì là cái nước phèn là một cái nước mà khi mà có chứa nhiều các cái ion sắt 2, sắt 3 rồi là các ion sulfat. Đấy, và làm cho pH của môi trường giảm, gây ra ngộ độc cho con người trong cái môi trường đó. Thứ hai là cái nhiễm mặn thì chủ yếu là có cái nồng độ của các muối Na, muối natri, muối kali của Cl trừ, tức là gọi là muối natri cloruro hoặc là kali cloruro. Đấy. Và những cái nồng độ của muối cao này làm cho cái áp suất thẩm thấu của làm áp suất thẩm thấu cao, gây ra các cái hạn sinh lý cho thực vật. Đó. Thì nguyên nhân ở đây là do cái gì? Thì nguyên nhân ở đây là chủ yếu là do cái sự phun trào của núi lửa này, do chiều cường này, do lũ lụt, rồi do mưa, do tuyết tan, vân vân. Đó. Thì nói tóm lại là cái ô nhiễm nước do cái yếu tố tự nhiên thì có thể là rất nghiêm trọng. Tuy nhiên là nó không thường xuyên và nó không phải là nguyên nhân chính gây ra cái sự suy thoái chất lượng của nguồn nước của chúng ta. Thế còn cái nguyên nhân thứ hai là cái ô nhiễm do con người. Đấy. Ô nhiễm do con người ở đây thì có ba cái loại chính. Đấy, thứ nhất là do cái nước thải sinh hoạt, đó là cái nước thải được phát ra từ các hộ gia đình này, rồi là các bệnh viện, các khách sạn, các cơ quan, trường học. Đấy. Và ở trong nước đó thì có các chứa các chất thải trong quá trình sinh hoạt, rồi trong quá trình vệ sinh của con người. Đấy. Về thành phần cơ bản của nước thải thì đó là có các chất hữu cơ dễ bị phân hủy. Đấy, ví dụ như là carbohydrate, ví dụ như là protein, dầu mỡ, rồi là các chất dinh dưỡng chứa phosphor nitơ, các chất rắn, rồi là các cái vi khuẩn, virus, vân vân. Đó. Và tùy theo cái mức độ lối sống mà cái lượng nước thải cũng như là cái tải lượng của các chất trong nước thải ở mỗi cái đơn vị là khác nhau. À, tuy nhiên là nhìn chung là cái mức sống càng cao thì cái nguồn phát thải gây ra ô nhiễm nước sinh hoạt này thì nó càng lớn. Và thứ hai, cái nguyên nhân thứ hai do con người, đó là cái việc mà sản xuất công nghiệp. À, khi chúng ta sản xuất công nghiệp thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải sử dụng một cái lượng nước khá là lớn. Đó. À, cái sản xuất công nghiệp này thì có thể là từ các cái nhà máy lớn hoặc là nhà máy nhỏ, hoặc là thậm chí là những cái sản xuất của các hộ gia đình. Đấy. Rồi là các cái phương tiện giao thông vận tải. Khác với nước sinh hoạt thì ở đây là cái thành phần của cái nước thải công nghiệp ở các cái nhà máy sinh nghiệp thải ra là nó khác nhau. Đấy. Ví dụ như là
là chúng ta đang nói tới cái ô nhiễm cái nước sông Đà chẳng hạn, thì vừa rồi chúng ta biết là cái thông tin là đổ cái dầu thải ra nó gây ra cái ô nhiễm đó. Thì hiện nay là chúng ta đã lập cái chuyên án để hình sự để điều tra cái nguyên nhân cái nguồn phát thải đó. Thì chắc chắn là chúng ta sẽ tìm ra được là trên cơ sở là người ta phân tích những cái chất mà có ở trong cái dầu thải đó, thì người ta sẽ tìm ra được cái cơ sở nào là cơ sở mà phát thải ra cái dầu thải đó. Bởi vì cái dầu lúc đầu dùng có thể là cái thành phần hóa học của dầu dùng cho ở nhà máy này hay nhà máy kia là nó cơ bản là giống nhau, nhưng mà khi trong quá trình sử dụng ở trong nhà máy thì nó có bổ sung thêm các cái chất khác nhau, mỗi nhà máy nó có những cái chất phát thải, những chất đặc trưng riêng. Cho nên cái việc tìm ra cái đơn vị mà phát thải ra cái dầu thải đó là không khó. Đấy là cái nguyên nhân thứ hai là từ sản xuất công nghiệp, và cái nguyên nhân thứ ba là các nguyên nhân khác. Đấy, ví dụ như là sản xuất nông nghiệp này, rồi là bụi khói này, các vi sinh vật gây bệnh này, đó. Thì đó là những cái nguyên nhân mà gây ra cái sự ô nhiễm nước. Đấy. Như vậy là có ba cái hình thức gây ô nhiễm, đó là ô nhiễm do tự nhiên, do con người, đúng không ạ? Trong cái ô nhiễm do con người thì lại có ba cái, đó là ô nhiễm do sinh hoạt, do sản xuất công nghiệp và các nguyên nhân khác. Và những cái yếu tố này thì gây ra ô nhiễm cả về mặt nước mưa, nước mặt cũng như là nước ngầm, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta nói về cái chuyện ô nhiễm như thế, vậy thì trong cái nước ô nhiễm đó thì cái dấu hiệu của nó là như thế nào, đúng không ạ? Thì ở ngay trong tít bài này chị Hà đặt tên cái tít bài này rất là hay, đó là mùi thì là mùi lạ, đúng không ạ? Màu thì là màu độc. Vậy thì cái sự ô nhiễm về màu và mùi cũng như là các cái ô nhiễm khác ở trong nước thì nó như thế nào? À, thì trước hết là nói về màu sắc, thì cái này cũng chia sẻ với mọi người một chút. Tức là ngày xưa thì khi mà Huấn còn bé thì cái nguồn nước ngầm của nhà Huấn là khi mà bơm lên cái màu của nó màu màu vàng khè luôn nhé, màu vàng khè luôn, và cũng đã phải tiến hành lọc qua những cái lớp cát, lớp sỏi. Thì qua rất nhiều lớp như thế thì mới được cái nước nước trong. Vậy thì cái màu vàng đó là do cái gì? Đó là do trong nước đó đã nhiễm các cái hợp chất của sắt, ví dụ như là sắt 3 hydroxit, rồi là sắt 3 chloro, vân vân. Những cái đó nó khi mà nó phân tán ở trong nước thì nó gây ra cái hiện tượng là màu màu vàng, đúng không ạ? Hoặc là nước, ví dụ như là chúng ta cách đây cũng độ khoảng gần 1 tháng chúng ta cũng có nghe tới là ở một cái chung cư lớn ở Hà Nội, rất nổi tiếng ở Hà Nội, thì cũng đã cái nước máy cũng có màu, phải nói là màu rất là kinh dị, đúng không ạ? Thì cái nguyên nhân của nó là do cái gì? Đấy, thì đó là trong quá trình mà có thể là ngay ở lúc mà sản xuất ra nước thì là nó không có màu, nhưng trong quá trình nước được vận chuyển qua các đường ống, đặc biệt là những cái đường ống mà làm bằng kim loại, thì trong sau một thời gian sử dụng nó bị rỉ sét, nó bị rỉ sét thì nó cũng gây ra cái màu của nước. Hoặc là nước có thể bị nhiễm các cái tảo chẳng hạn, thì nó cũng gây ra cái hiện tượng là có màu của nước, và cũng có thể là có nhiều hợp chất khác, hợp chất hóa học khác, và nó có màu, mà trong quá trình xử lý ở nhà máy sản xuất nước thì cũng chưa xử lý hết, hoặc là cái nước tự nhiên nó có những cái màu đặc trưng là do nó có chứa những cái chất đặc trưng ở trong đó. Thứ hai là về mặt mùi vị của nước, thì cái này là cái mà cũng gây ra những cái lo ngại rất lớn của chúng ta hiện nay. Trước hết là nói về các cái mùi vị mà chúng ta đã được thấy trước kia đã. Ví dụ như là nước mà có mùi tanh chẳng hạn, nước có mùi tanh thì đấy là nước mà có nhiều chứa nhiều các ion của sắt, ion của sắt thì nước lên mùi rất là tanh, đúng không ạ? Chúng ta biết rằng là cái máu của chúng ta là có cái hàm lượng sắt là cũng tương đối lớn, và cái máu thì rất là tanh. Đấy, thì trong nước mà có nhiễm sắt, chứa các ion sắt thì cũng có màu tanh rất là xin lỗi, có cái mùi tanh rất là khó chịu, đúng không ạ? Đấy, hoặc là nước có mùi trứng thối, thì là trong nước mà có hòa tan cái khí H2S, cái khí H2S này thì nó cũng được sinh ra ở trong trong tự nhiên thôi, tuy nhiên nó không tồn tại được lâu trong tự nhiên, bởi vì khi mà ra ngoài môi trường thì cái khí H2S này nó gặp các chất oxy hóa tự nhiên thì nó sẽ bị chuyển hóa thành các chất khác.
Đấy. Rồi là cái nước mặt chẳng hạn thì có thể là có cái mùi tanh của tảo hoặc là của các vi sinh vật, đúng không ạ? Các vi sinh vật nó cũng có những cái mùi đặc trưng. Hoặc là nước máy của chúng ta thì là có mùi 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 clo, khi mà người ta sử dụng clo để trong quá trình mà để diệt khuẩn cái nước để dùng cho sinh hoạt của chúng ta. Và đặc biệt là những ngày gần đây thì chúng ta thấy rằng là cái mùi lạ mà trên các phương tiện thông tin đại chúng vẫn hay sử dụng đó là cái gì? Thì ở đây đó là việc mà nước có bị nhiễm các cái hydrocarbon mà chứa cái vòng vòng benzen, ở trong hóa học thì chúng ta gọi là chứa nhân thơm. Đấy. Và các hydrocarbon đó có ví dụ như là benzen này, ví dụ như là toluen, ví dụ như ethyl benzen, rồi là đặc biệt là styren. Và những hydrocarbon này thì nó có mùi rất là đặc trưng. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là cái xăng này, đúng không ạ? Rồi dầu hỏa này, rồi dầu ma rút này, rồi dầu luyên này, tất cả những cái đó chúng ta đều đều thấy là nó đều có mùi rất là đặc trưng cả. Và chắc chắn chúng ta xem livestream này, khi mà tôi nói đến cái mùi của xăng, của dầu hỏa, của dầu luyên chẳng hạn, thì chúng ta đều nhớ ra được cái mùi tương ứng của nó, đúng không? Thế thì tất cả những cái mùi đó là gây ra bởi các cái hydrocarbon. Thế thì các hydrocarbon này thì cái tính chất là của nó là không tan trong nước. Thế nhưng mà tại sao trong cái quá trình từ nhà máy về đến tận người sử dụng mà nó vẫn có mùi? Đấy, nó vẫn có mùi thì do là nó cái lượng của nó không tan trong nước, nhưng nó vẫn phân tán ở trong nước, phân tán trong nước, cho nên là nó gây ra cái mùi rất là khó chịu đó. Rồi là đấy là cái thứ hai là cái mùi. Thế còn cái thứ ba là về cái độ đục, là cái độ đục thì do là trong nước có lẫn các cái chất rắn lơ lửng ở trong nước. Đấy. Và thường là ở dạng keo này, hoặc dạng sét, hoặc là dạng tảo, hoặc là dạng vi sinh vật. Đấy. Rồi là có rất nhiều các cái chất khác mà gây ra cái sự ô nhiễm của nước, ví dụ như là hàm lượng clo dư, ví dụ như hàm lượng amoni do cái quá trình phân hủy của xác động vật, đúng không ạ? Hoặc là cái độ cứng của nước, cái độ cứng của nước, hoặc là cái hàm lượng fluor, hàm lượng arsen, hàm lượng coliform, đúng không ạ? Đấy, đấy là các cái hóa chất mà gây ra cái ô nhiễm nước. Và đặc biệt là cái việc ô nhiễm nước ở đây do các cái thuốc bảo vệ thực vật. Cái thuốc bảo vệ thực vật thì phải nói rằng là hầu hết đó là các cái chất độc, và khi chúng ta sử dụng nó còn tồn dư ở trong đất, nó ngấm vào nước thì nó gây ra cái sự tác động rất là lớn đối với cơ thể sống của chúng ta. Rồi là nước có lẫn các cái kim loại nặng, ví dụ như là kali, ví dụ như là chrome, đấy, đồng, chì, thủy ngân, niken, mangan. Đó, những cái kim loại này thì với cái hàm lượng nhỏ thì nó không gây ra ảnh hưởng nhiều, nhưng mà chúng ta dùng lâu ngày, dùng thường xuyên thì khi mà chúng ta nhiễm các kim loại này thì mỗi một kim loại nó gây ra những cái bệnh rất là đặc trưng. Ví dụ là thủy ngân chẳng hạn. Đấy, chúng ta nói về cái thủy ngân thì nó ở trong các trầm tích trong cơ thể thủy sinh tồn tại ở dạng hữu cơ. Đấy. Khi mà nhiễm thủy ngân thì nó có thể gây ra suy giảm hoạt động của thận, rồi là có thể gây ung thư, và nói chung là thủy ngân và các hợp chất của nó thì rất là độc. Rồi là có thể là do ô nhiễm do các cái vi sinh vật, do các vi sinh vật thì có thể ví dụ như là một số loài tảo, một số loài vi khuẩn, rồi là một số loài virus, rồi các ký sinh trùng, các loại vi sinh vật khác. Đấy là những cái nguyên nhân mà gây ra cái ô nhiễm rất là lớn đối với cái nước sinh hoạt của chúng ta. Vâng, Và rất là cảm ơn tiến sĩ Quang Huấn. Quả thật là tôi nghe và tôi vừa nghe tôi cũng vừa cố gắng là để ghi lại một số những cái kiến thức, nhưng mà quả thật là cái kiến thức về hóa học của mình cũng rất là hạn chế, cho nên là các anh chị em mà có kiến thức về hóa học mà có thể ghi lại được thì cũng có thể ghi giúp lại. Và với tất cả những cái phân tích vừa rồi thì quả thật đúng là chưa bao giờ mà mình thấy rằng là trong cái nước mà nó có nhiều cái đáng ngại đến như thế, đúng không ạ? đúng Mặc dù cũng biết là nước là mình phải biết là phải dùng nước
sạch, nhưng mà quả thật không biết là nếu mà là nước bẩn thì nó nguy hại đến như thế nào, đúng không? Và vậy thì với tất cả những cái vấn đề trong tự nhiên, trong thực tế như vậy, thì với cái nước máy thì nhìn nó rất là trong, nhưng mà liệu rằng là nước máy thì nó đã có đủ an toàn để sử dụng chưa? Và đặc biệt nữa là cái vấn đề là trong cơ thể chúng ta thì đến 60-70% cơ thể chúng ta là nước, đúng không ạ? Vâng, và vậy thì làm thế nào chúng ta sẽ sử dụng cái cách thức mà chúng ta lọc như thế nào, có những cái công nghệ lọc như thế nào, hay là có những cái giải pháp như thế nào mà nó thực sự nó hữu hiệu, mà lại đặc biệt là những cái ví dụ chẳng hạn như vừa rồi là cái vấn đề là styrene đấy, thì mình cũng khi mà báo chí đưa ra thì mình cũng đọc, mình cũng biết, thôi chết rồi, cái này là một cái rất là nguy hiểm, đúng không? Thế thì vậy thì anh tiến sĩ Quang Huấn có thể là chia sẻ cho bạn bè, cho mọi người biết xem là có những cái giải pháp về cái lọc nước như thế nào để mà nó mình được an toàn hơn không? Vâng, xin mời. Về cái công nghệ để lọc nước thì cũng chia sẻ với anh chị là từ ngày xưa khi chúng ta dùng cái nước lọc ấy, thì ngày xưa, ngay từ ngày xưa khi hồi tôi còn bé thì đã có cái công nghệ lọc nước bằng cát, bằng sỏi rồi. Thế nhưng mà cái công nghệ lọc đó rất là thô sơ và chỉ lọc được những cái chất cặn bẩn lơ lửng ở trong nước thôi. Thế còn các cái trong nước thì rất là trong đấy, nhưng mà ở trong đó thì có hòa tan những cái chất mà có thể gây ra những cái ảnh hưởng lớn đến cái sức khỏe của con người. Ví dụ như trong nước có hòa tan các cái kim loại nặng, ví dụ như các hợp chất của arsen, rồi của thủy ngân, vân vân. Đấy. Thì những cái đó thì quá trình lọc thô thì chắc chắn là sẽ không loại bỏ được những cái hóa chất độc hại đó. Và những năm trước đây thì cũng đã có những cái công nghệ lọc nước để mục đích là để loại bỏ những cái hóa chất độc hại đối với cơ thể con người. Đó là cái công nghệ lọc nước RO. Cái công nghệ này thì gọi là công nghệ thẩm thấu ngược. Về cái công nghệ này thì nó lọc nước rất là sạch, rất là tinh khiết, và cái nước sau khi lọc thì chúng tôi gọi là nó như là cái nước cất ấy. Để nó lọc hết tất cả những cái chất mà có ở trong nước, chỉ để cho nước không đi ra thôi. Và sau này thì người ta mới cải tiến là người ta sẽ bổ sung thêm các cái khoáng chất vào trong cái nước sau khi lọc. Thế tại sao như vậy? Bởi vì là cái nước lọc RO sau khi đi ra là cái nước gần như tinh khiết, thì nó lại có hại cho sức khỏe của con người. Đấy. Nó sạch thì rất sạch đấy, nhưng mà nó không tốt cho sức khỏe. Cho nên người ta mới nghĩ ra cách là để khắc phục cái nhược điểm đó, đó là người ta lại bổ sung thêm khoáng. Và cái khoáng bổ sung đó thì là cái khoáng nhân tạo. Chúng ta biết là cái công nghệ lọc RO nó có ba cái cục lớn. Đấy, ba cục lớn là ba cục lọc thô đấy. Đấy, một cục lọc thô, một cục lọc cation và một cục lọc anion. Cái cục lọc cation thì trong hóa chúng tôi gọi là cationit, lọc anion thì gọi là anionit. Đấy, là cục lọc thô ban đầu. Như vậy là chúng ta để ý thấy bao giờ nó cũng có ba cái cục to, đúng không ạ? Ngoài ra thì tùy theo nhu cầu sử dụng của từng gia đình mà có thêm các cái cục nhỏ nữa để bù khoáng, rồi là có thể là làm tăng cái pH, tức là tạo kiềm, vân vân. Thì tuy nhiên là tất cả những khoáng chất mà được bổ sung vào trong nước sau khi lọc đó thì là những khoáng chất nhân tạo. Và mới nhất hiện nay thì hơn 30 nhà khoa học của Nu Skin sau 3 năm nghiên cứu thì đã tìm ra được một công nghệ lọc tiên tiến nhất hiện nay, đó là công nghệ I4 Ultra Pure. Đó, công nghệ chúng tôi gọi là công nghệ 4 bước lọc thông minh. Đấy. Cái công nghệ này thì nó nổi trội hơn hẳn so với cả cái công nghệ lọc RO trước đây bởi một số những cái tính năng sau đây. Thứ nhất là về cái công nghệ thì như tôi nói lúc nãy, tức là RO là nó lọc tất cả các cái chất ở trong nước, thì đối với công nghệ lọc 4 bước lọc thông minh này thì nó thông minh ở chỗ là nó lọc những cái chất độc hại cho cơ thể thôi, còn lại những cái khoáng chất mà có lợi cho cơ thể thì cái công nghệ lọc này nó lại cho phép là nó đi qua để chúng ta có thể sử dụng được những khoáng chất mà chúng tôi gọi đó là khoáng chất tự nhiên. Đấy, nó thông minh ở cái chỗ đó, nó giữ lại những cái cần giữ thôi, còn những cái mà tốt cho sức khỏe thì lại cho đi qua để vào trong nước chúng ta sử dụng. Đó. Và cái gì mà nó giữ thì nó giữ sạch tới 6 số 9, tức là 99,9999%. Đó,
Trong khi đó thì cái công nghệ lọc RO ấy, thì nó chỉ lọc được sạch được có 4 số 9 thôi, tức là 99,99% thôi. Đó. Nó có thể là chúng ta hiểu về cái 4 số 9 và 6 số 9 nó nghe thì nó đơn giản, nhưng mà đó là sự 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 vượt trội về mặt công nghệ đấy, về mặt công nghệ. Đấy, xác suất 1 phần triệu với cả xác suất 1 phần 10.000 là nó hoàn toàn khác nhau, Đấy. Một cái ưu điểm nữa là cái công nghệ lọc mới này, bốn lọc thông minh này, thì nó không hề có nước thải. Trong đó công nghệ lọc RO thì nó lại có 50 đến 70% nước thải, như vậy là nó rất là lãng phí cái nguồn nước quý giá của chúng ta hiện nay. Đấy. Một cái nữa đó là cái công nghệ lọc của chúng ta thì nó có thể là lọc những cái chất mà như chúng ta đang đang đề cập ở đây, đó là gì, đó là cái những cái chất hữu cơ, ví dụ như styren, những chất mà gây mùi đấy, gây mùi hiện nay. Thì cái máy lọc nước EcoSphere này nó sẽ giữ lại hết, thế thì nó giữ lại bằng cách nào, thì ở đây trong cái lõi lọc của cái công nghệ lọc này, nó được làm bằng cái khối than hoạt tính nén. Đấy, ở đây bạn nào mà hiểu một chút về than hoạt tính thì có thể hiểu như này, tức là cái than hoạt tính ở đây nó cái diện tích bề mặt ở trên một đơn vị thể tích của than hoạt tính là rất lớn, nhưng ở đây công nghệ của cái máy lọc EcoSphere này nó lại là than hoạt tính nén cả, nó lại nén lại, cho nên là một đơn vị thể tích cực nhỏ nhưng mà cái diện tích bề mặt của nó lại cực lớn. Thế thì tại sao lại cần diện tích lớn như vậy? Bởi vì cái than hoạt tính nó giữ lại các cái tạp chất ở trong nước bằng cái cơ chế là hấp phụ, tức là các cái chất tạp nhiễm ở trong nước thì nó đến cái bề mặt của than hoạt tính và nó bị giữ lại ở trên cái bề mặt của than hoạt tính này. Đấy. Cho nên là cần một cái diện tích rất lớn để nó có thể là giữ được nhiều những cái chất tạp nhiễm ở trong nước. Đấy. Vì thế mà cái công nghệ này là làm từ cái khối than hoạt tính nén, cho nên là mặc dù nó rất là nhỏ thôi nhưng mà cái diện tích của nó thì là khổng lồ đấy. Đấy. Và chúng tôi vẫn nói là nếu như lấy cái lõi than hoạt tính ở trong cái lõi lọc này ra mà chúng ta giải ra diện tích của nó thì nó bằng cả một cái sân vận động đấy, bằng cả một sân vận động, và chúng ta có thể hình dung là nó cực kỳ lớn, đúng không ạ? Và cái công nghệ này là nó lại cam kết về cái tiêu chuẩn về đầu ra các bạn ạ. Về đầu ra, khi mà nước không đạt được tiêu chuẩn về đầu ra, tiêu chuẩn sạch 6 số 9, thì cái sensor ở đầu của cái máy lọc nước này nó lại báo bằng đèn. Bình thường nếu đạt tiêu chuẩn thì cái đèn nó sẽ báo là màu xanh, nhưng nước không đạt tiêu chuẩn thì nó sẽ báo là màu vàng. Cho nên là sau một thời gian sử dụng là cái lõi carbon này, nó tôi vẫn hay nói vui là nó giữ các chất ở trên bề mặt đến khi mà nó không giữ được nữa, thì nó báo bằng đèn để chúng ta phải thay lõi. Nhưng mà về mặt cơ chế, về mặt cam kết của nhà sản xuất thì đó là khi mà nước không đạt tiêu chuẩn đầu ra thì họ báo cho chúng ta để chúng ta biết để thay lõi. Và cái này thì nó cũng tiên tiến hơn hẳn so với cả công nghệ lọc RO trước đây. Công nghệ lọc RO trước đây thì tôi cũng đã sử dụng và quả thật là cũng rất nhiều lần tôi quên mất là khi nào phải thay lõi. Thỉnh thoảng nhớ ra thì điện cho thợ vào thay, và có những lần thì là nhớ ra đấy nhưng mà cũng không nhớ số điện thoại của thợ, lại phải đi đến tận nơi để mời thợ vào để thay. Thì cái này là nó chúng ta không cần phải nhớ gì cả. Đó. Cái ưu điểm nữa là mặc dù nó rất là nhỏ như vậy nhưng mà cái tốc độ lọc của nó thì là rất là lớn, nó là 102 lít một giờ. Trong khi đó đối với cái máy lọc nước RO thì cái tốc độ lọc của nó tối đa nó chỉ có 90 lít trên giờ thôi. Đó. Thế còn về cái công suất lọc thì đối với cả cái máy lọc nước EcoSphere này nó có thể lọc được 5.200 lít, và chúng ta hình dung là 5.200 lít tương đương với 260 cái bình nước Lavie 20 lít và tương đương với 10.400 cái chai Lavie 500 ml. Như vậy là cái lượng nước nó lọc phải nói là rất là khổng lồ, đúng không ạ? Khổng lồ. Đó. Thế còn về mặt thiết kế thì nó quả thực nó khắc phục được tất cả những cái nhược điểm của cái công nghệ lọc RO trước đây. Là cái công nghệ lọc RO trước đây thì cái nó rất nhiều lõi và nó lại còn có một cả một cái bình chứa nữa,
cho nên nó rất cồng kềnh. Và ngày xưa thì người ta làm cả một cái thùng để đựng cái hệ thống lọc đó, và sau này thì người ta đút nó vào trong gầm của cái tủ bếp, đúng không ạ? Và khi đút vào trong gầm tủ bếp, chúng ta thấy rằng là sau một thời gian mở ra thì cái máy lọc nước để cho mình uống cần sạch thì nó lại cực kỳ bẩn, nhìn vào thì cũng đã thấy rất là sợ rồi. Thế đấy, chúng ta đang cần uống nước sạch nhưng mà cái hệ thống lọc nó lại rất là bẩn, thì chúng ta có cảm giác rất là ghê, đúng không ạ? Nhưng mà cái máy lọc nước EcoSphere nó rất là nhỏ gọn, đặt ở trên bàn bếp, nó vừa là cái máy lọc nước nhưng nó lại vừa là cái vật trang trí cho cái căn bếp của chúng ta, bởi vì nó rất là đẹp. Thế còn cái thao tác để lắp đặt cũng như là thao tác để thay lõi thì rõ ràng là cái công nghệ lọc mới này, EcoSphere này, thì nó cực kỳ đơn giản. Đấy, những người mà mới cũng có thể là lắp và thay một cách rất đơn giản. Đây chúng ta có thể nhìn thấy đây là cái máy lọc nước EcoSphere đó, nó rất là nhỏ gọn như thế này thôi. Đấy, và khi mà chúng ta thao tác lắp thì cũng rất là đơn giản. Đây, lắp cực kỳ đơn giản. Đấy, tháo và lắp ra rất rất đơn giản thôi, không có gì mà phải băn khoăn cả, phụ nữ cũng lắp được, thậm chí là học sinh cũng lắp được, rất đơn giản, học sinh nữ Đấy, cũng lắp rất là được. đơn giản, là chỉ có mỗi cái vòi nước như này thông thường đây ạ. Các Đó. bạn có nhìn thấy đây, thông thường là cái vòi nước là nước chảy bình thường nhé, nhưng mà khi dùng nước lọc thì mình chỉ cần chuyển qua một chạm là Đó. mình đã có ngay cái nguồn nước để uống, rất là thích. Đấy, Đây là công nghệ một chạm này, một và chạm rất đấy, một thông chạm minh. và rất là thông Vâng, minh. Thực sự vâng. là cái này nó, mà lại đặc biệt là cái đầu vòi này thì mình có rửa tay, mình có đang ướt gì nó cũng không có hề hấn gì cả, Vâng, đúng thực rồi. sự rất là Đấy. thông minh. Và mình khi bình thường là mình rửa bát hoặc là mình làm bếp ấy, thì cảm Vâng. thấy rất là thoải mái, rất là thư thái. Để ra cái máy này thì đội ngũ nhà khoa học của Nu Skin là nghiên cứu trong 3 năm mới ra được chị ạ. 3 năm. Và ra được cái máy này là nó khắc phục được hết, hết tất cả những cái nhược điểm của công nghệ RO trước đây. Và đặc biệt là những ngày vừa rồi thì cũng có những gia đình ở trong cái vùng mà bị ô nhiễm ấy, cũng đã lắp máy EcoSphere rồi. Và họ bảo rằng là cái nước mà lọc từ EcoSphere ra không hề có một tí Không mùi hề có nào, mùi nào nhưng mà để chế độ rửa thì mùi. thì nó lại có mùi dầu. Đúng không? Đấy, đấy là một cái bằng chứng là cái máy này nó có thể lọc được những cái mùi của nước. Đấy, đây là rất là tuyệt vời. Cái Và này thực tế là ngay như là ở đây, ở khu vực này là khu vực Cầu Giấy, là nước gọi là tương đối tốt nhé. Thế nhưng mà trong cái dịp mà tiến sĩ Mark Ballet đã mát đến mát. đến 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 chính nhà chị đây này, Và và có thử cái clo ấy, thì mặc dù cái nước là tốt nhưng mà cái dư lượng clo nó vẫn còn. Và đặc biệt là sau khi mà cái nước mà lọc qua máy EcoSphere này thì không còn cái clo nữa, không còn mùi nữa, và nó trong suốt đó. Nhưng mà nếu như là để cái nước thông thường thì khi mà thử cái phản ứng clo thì nó màu hồng lên rất là rõ. Hôm đấy thực sự mình nhìn thấy là trời ơi, sao cực kỳ diệu đến thế, và rất là tuyệt vời đấy. Nhìn nhìn thì rất là trong, Đúng nhưng mà rồi, ở trong đó nó hòa tan rất nhiều chất mà chúng ta không biết, còn đúng trong rồi. nó vẫn chất là có hại sức khỏe Đấy, đấy. mà hình như là theo như tiến sĩ Ballet nói là mặc dù clo là cái chất mà rất là cần thiết để mà gọi là khử khuẩn gì đó, thế Vâng, đúng nhưng mà nếu mà dư lượng clo mà thừa nhiều thì rồi. đương Và nhiên nó vào trong người mình thì đâu cũng có tốt được, đúng không? đúng rồi, bởi Cơ vì thể mình không hấp thụ nó được. cũng nếu mà nó thừa nó sẽ chuyển hóa thành các chất có thể là gây nguy hại Đấy, đấy. đúng là tiến sĩ hóa học cũng khác, cho nên mình chỉ biết rằng là nếu mà một cái clo nó dư thừa nó vào trong người mình thì chắc chắn nó không tốt, nhưng không biết là tốt thì không tốt như thế nào. Nhưng mà tiến sĩ thì phân tích ngay là nó sẽ chuyển hóa, nó bị tác động với những cái khác và nó sẽ tạo ra những cái gọi là những cái gì nhỉ, cái phản ứng, đúng không, Và những nó cái phản phản ứng. ứng hóa học mà trong cơ thể mình nó sẽ không có lợi, đúng không? Vâng, đúng rồi. Vâng. Cái Rất là clo thì là sử dụng trong quá trình là người ta sản xuất nước sinh hoạt. sản xuất nước Đấy, sinh và hoạt dùng à. để khử trùng nước sinh hoạt, cho nên là kiểu gì thì kiểu những cái nước chúng ta gọi nôm na là nước máy ấy, thì là kiểu gì cũng có cái dư lượng clo ở trong đó. Thì cái máy EcoSphere này nó có cái rất hay là nó lọc được hết. Rất là Và tuyệt cái vời. nước lọc này thì phải nói là cũng đã được kiểm chứng bởi một bên thứ ba. Bên thứ ba là cái tập đoàn SGS của Thụy Sĩ. Đấy, SGS của Thụy và của Sĩ, Thụy do Sĩ SGS là một tập đoàn nổi tiếng rồi. là nổi tiếng. Đấy là một đơn vị độc lập đấy. Rồi hiện tại ở Việt Nam thì đã cũng có cái viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh đã có rất nhiều người sử dụng EcoSphere, đem cái nước sau khi lọc này đi xét nghiệm, và họ so sánh với cái mà công bố của nhà sản xuất thì họ thấy là quả thực là cái sự cam kết
tuyệt vời quá, tuyệt vời đúng không? Họ cam kết đến 6 số 9 cơ mà. Đúng rồi, 6 số 9 và cái đẳng cấp của họ là như vậy. Cũng rất là hay là khi mà nói đến 6 số 9 thì lúc trước thì cũng không để ý gì lắm đâu, cũng tức là cũng bởi vì là dân thường cũng không có nhiều hiểu biết lắm về mặt con số. Thì mình đến lúc xong khi mình khi mà chị tìm hiểu ấy thì mình trời ơi, tức là nó tính là một phần triệu, có nghĩa là nếu như trong cái cốc nước của mình mà có 1 triệu con virus thì sau khi mà lọc qua cái này xác suất là một con, xác suất là có một con, xác suất thôi đấy, gần như là không cho đến một đúng không? Và như thế thì quá là tuyệt vời. Và thế lúc đấy mới vâng. hiểu ra là 99,99 thì cũng vẫn còn tới bao nhiêu 10.000 10.000 con virus nó cũng hoành hành trong đấy. Đúng rồi. Vâng. Công nghệ mà 4 số 9 có nghĩa là nếu như mà có 1 triệu con thì là máy này thì còn một con. Nhưng mà công nghệ 4 số 9 thì 1 triệu con thì còn 10.000 con. 10.000 con. Mà 10.000 con đấy nó sinh sôi tiếp. 10.000 con nó sinh sôi nảy nở thì cũng kinh khủng đấy nhá. Đấy cho nên là cái sự cam kết của nó thì phải nói là tuyệt vời. Rất là tuyệt vời. Thì cá nhân mình thì cũng được, cũng rất là may là khi mà được biết đến cái máy lọc nước Ecosphere thì đây thực sự nó là cái đam mê của mình. Và Huấn biết không, tức là với cái máy lọc nước Ecosphere này nó bây giờ nó không còn chỉ giới hạn là ở trong nội bộ trong gia đình đâu, mà ở đây nó thực sự nó là một cái giải pháp để bảo vệ nguồn nước và bảo vệ môi trường. À, bảo vệ nguồn nước ở chỗ là nó không bị nước thải, không nước thải. Cho nên là ví dụ như ở nhà chị là chị thấy rõ ràng là tiền nước là nhỏ hơn hẳn so với trước kia. Đấy là đấy, một cái rất là rõ rệt. Bởi vì là cái công nghệ này nó tiết kiệm coi như là đến 70% lượng nước. Đúng rồi, đó. Thế là với cái này là tiết kiệm nước này. À, cái thứ hai là tiết kiệm nguồn điện này. Bởi vì là cái máy này nó không phải nó chạy, không phải nó lọc bằng điện, mà nó lọc bằng áp suất nước thông thường. Cái đèn này, cái đèn điện ấy, nó chỉ có duy nhất để sử dụng cho cái đèn UV, tiêu diệt những cái năng bào tử trong nước thôi. Đó. Thế và cái nữa là một cái nữa là tiết kiệm rất nhiều thời gian để đun nước. Đúng rồi. Để nước nguội, chứa nước nguội. Sau đó thì cái nước nguội đấy nó cũng không hề tốt cho mình tí nào. À đấy, nói về nước nguội thì cũng nói với chị là chúng ta đun nước ấy, đun nước sôi xong để nguội để sử dụng thì cũng không phải là một giải pháp tuyệt vời đâu, bởi vì cái nước sau đun sôi xong khoảng 2 giờ thôi thì đã bị nhiễm khuẩn trở lại rồi đó. Và cho nên là nước mà để từ ngày này sang ngày kia kể cả sau khi đun sôi rồi cũng không yên tâm. Đấy. Thế mà nhà mình thì trước đây thì vẫn cứ nói là cái nước cứ phải đun sôi để nguội. Đun sôi để nguội và lại thế này, để nguội xong rồi hôm uống bớt đi rồi, xong rồi đun thêm nó lại đổ tiếp thêm vào cái nước cũ thì đúng thực sự là bây giờ mình được học được hiểu thì thấy là quả nhiên chị ơi, cái chuyện mà đun sôi để nguội cho đổ thêm vào ấy thì quả thực nó cũng không nguy hiểm bằng cái, nếu mà nhìn kỹ ra thì công nghệ RO nó không phải chỉ con 3 cục lọc to với mấy cục lọc nhỏ đâu. Nó còn một cái bình rất là to nữa để chứa nước ạ. Đúng rồi. Cái nước đấy nó lưu từ ngày này sang tháng khác. Đúng rồi. Mà mình không thể đấy, không thể vệ sinh cái bình đó được. Không thể vệ sinh được. Cái thứ hai là cái nước mà nó không bị diệt khuẩn thì nó vào cái vi khuẩn nó cứ ở trong đấy. Đấy, đặc biệt là những cái vi khuẩn mà nó không ưa sáng thì ở trong bóng tối mà nó lại càng sinh sôi. Cho nên là cái bình 10 lít đấy nó như là một quả bom nổ chậm đấy. Vâng. Quả thật là đúng là nói về cái này thì rất là nhiều vấn đề. Khi mà có một lần từ ngày xưa khi mà sử dụng cái máy lọc mà RO cũ ấy thì một ngày không đẹp trời lắm, cả nhà đi làm về thì thấy nhà lênh láng nước và rất là bẩn, và cuối cùng là phải gọi thợ đến và thợ lôi ra thì tất cả toàn bộ là những các cái nối nối nó hở ra và nó ra nước bẩn thì thật sự là khủng khiếp, đúng thực sự là khủng khiếp thật. Cái đấy thì nó do là cái áp lực nước của chúng ta, đặc biệt là cái hệ thống chung cư này thì áp lực nước nếu như cái gioăng không tốt đi thì đúng là một ngày đẹp trời là nhà em bị rồi đấy ạ. Và nhưng mà cái hệ thống này thì nó không hề động đến cái hệ thống đúng nước rồi, của chúng ta. Này, cái đấy. Này là rất là hay, một cái là đây này, cái này là nó được đúc thẳng luôn vào đây. Và đúc thẳng. Cái dây nó được đây. Đây, mà đây cả nhà, đấy cái dây nó được đúc thẳng vào cái này và không có cơ hội. Nước nó chỉ chảy bằng một đường ra duy nhất, nó chảy từ vòi ra. Chúng ta không tác động gì về không cái hệ thống nước. Không có tác động gì hết cả. Cho nên là giả sử như chúng ta có mở vò cho chúng ta quên thì cũng không làm sao cả, bởi vì nó chảy vào cái hệ thống của chúng ta. Đúng rồi. Nhưng mà chắc chắn là sẽ không quên được đúng không ạ? Không quên được. Và rất là tuyệt vời vì ngày hôm nay vào một buổi tối
trong tuần, nhưng mà các anh chị em đã theo dõi rất là kỹ và tiến sĩ Quang Huấn cũng đã dành cho chúng ta một cái khoảng thời gian rất là quý báu, và hy vọng rằng là những cái kiến thức mà tiến sĩ đã chia sẻ giúp ích tất cả các anh chị em trong trong cuộc sống cũng hiểu thêm, và cũng có thể là để giúp cho rất là nhiều người khác nữa bằng cách các anh chị em hãy chia sẻ cái video này, hoặc là mời những người bạn khác của mình vào để xem, để hiểu về kiến thức về những cái mối nguy hại của nước. Bởi vì nước là sự sống đúng không ạ? Vâng, Nhưng mà vâng. đồng thời nếu như là ô nhiễm nước thì có thể nó cướp đi mất sự sống của mình. Chính xác. Và thực tế là 80% các cái bệnh liên quan đến đường ruột, bệnh tiêu hóa thì nó có cái nguyên nhân trực tiếp là từ nước gây ra. Và trong rất là nhiều, trong những cái thống kê thì đến 35% những các cái ca bệnh mà ung thư mà tử vong ấy thì nó cũng có bắt nguồn sâu xa là từ những cái vấn đề từ nguồn nước. Cho nên thực sự là nước là sự sống của chúng ta, và nước là cái điều vô cùng quan trọng. Và rất là hy vọng rằng là cái livestream của hai chị em ngày hôm nay sẽ giúp ích cho tất cả các anh chị em và những người thân của mình có những cái kiến thức bổ ích. Và một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả các anh chị em đã kiên trì và lắng nghe những cái điều chia sẻ của chúng tôi. Xin cảm ơn và sẽ hẹn gặp lại các anh chị em vào một cái buổi khác với một cái chủ đề khác rất là hữu ích cho cuộc sống của chúng ta.